Giờ buổi trưa thì chữa bài cho bọn Quỳnh Anh nhé. Xin lỗi bởi vì là cô giáo đang bị hậu Covid, đang bị ho. Nên là cô sẽ không nói cái đề bài này bằng đọc bằng tiếng Anh nữa đâu. Mà cô sẽ tóm tắt lại này. Đề bài này là mình sẽ viết một cái lá thư xin lỗi và đối với một người bạn của mình về cái việc là mình đã được mời đi ra ngoài, đi chơi hay là đi gì đó, đi ăn uống gì đó bởi cái bạn đấy. Tuy nhiên là vì một số lý do nên là mình đã không thể đi được. Could not go chứ không phải can not go. Thế là nó sẽ ở thời quá khứ. Write a letter apologizing for this. Tức là bạn viết một lá thư xin lỗi và bạn gợi ý một khoảng thời gian và địa điểm thì gặp nhau vào lần tới. Trong lá thư này thì người ta gợi ý là mình nên nhất là xin lỗi này. Và thứ hai là giải thích lý do mà tại sao mà mình không thể nhận lời và gợi ý khoảng thời gian và địa điểm để gặp nhau. Ok, thì cô sẽ đi từ đầu nhé. Dear Peters, I'm very surprised to get your invitation to go to the cinema next weekend. Đó, thì cô vừa mới nói ở trên cái đề bài. Tất cả đây là mình phải đặt về thì quá khứ hết. Vì sự việc nó đã xảy ra rồi. Và mình xin lỗi cho một sự việc đã xảy ra, đúng không? Thì mình sẽ chuyển thành last weekend. Được. How have you been? I hope everything is going well with you. Nhớ cụm này nhá. I could not contact you soon due to some unforeseen reasons. Rồi, rất là tốt. Cụm này rất tốt. Paraphrase lại cái cụm từ đề bài. I'm sorry to say that I... Đó, cái này nó lại về thì hiện tại rồi. Mình phải chuyển hết lại về thì quá khứ đi. I'm sorry to say that I'm sorry that luôn. Tôi I could not go with you to watch a movie. Đó. Bỏ phim đi cho nó thông dụng. Last weekend, although this is almost favorite film ever. Rồi. I have been working hard for the final exam recently. Rồi, thì hiện tại hoàn thành rất tốt. Which considers mà sẽ gọi là để xem xét để đánh giá cái kết quả học tập vừa khóa của tôi à. Cũng được, nhưng mà theo cô thì mình sẽ dùng bị động ở đây. Thứ nhất là về nghĩa nó sẽ hợp hơn. Tức là tôi sẽ phải làm việc tập trung cho cái kỳ thi cuối mà nó sẽ được xem như là cái kết quả của cái kết quả tốt nghiệp của tôi. Which will be considered ED ở đây. Bị động. As nó sẽ được xem như là kết quả tốt nghiệp của tôi. Some dedicated lecturers at my university are so strict that I have to try learning lessons twice as much. Rồi, okay. Moreover, I have spent three or two. Đấy, mình cũng không dùng nhiều dấu ký tự ngắn gọn quá. A day on learning foreign, học ngoại ngữ để tham gia kỳ thi tiếng Anh. Mình rút gọn luôn đi. Learning English. Chứ không thể học tiếng Trung để mà tham gia kỳ thi tiếng Anh được đúng không? Mình học tiếng Anh này to take the test which will be held next month. Rồi. Hoặc là em có thể để luôn một ngày đấy, ví dụ 15 tháng sau chẳng hạn đấy. Thus going out with you is quite difficult for me during the time. Vì thế đi ra ngoài với bạn thì rất là khó cho tôi sắp xếp thời gian đó. Vì thế rất là khó cho tôi để sắp xếp thời gian đi ra ngoài với bạn, đúng không? Mình bị ngược câu này rồi. It was quite difficult for me to arrange the time.
to go out with you? Rồi. Do you want to study with me at my house next weekend instead of going? Ok, chắc là rất là thân thiết mình mới đề xuất như thế này. Mình có thể đến nhà tôi vào cuối tuần thay vì mình đến rạp chiếu phim không? Tôi hy vọng là mình hy vọng là bạn có thể đến và giúp tớ học tiếng Anh đúng không? Rồi cũng tốt. Nhưng mà từ cái câu này nó bị sai nhá. Help me learn, help me improve my English. Đấy, trau dồi tiếng Anh của tớ. Đó, như vậy vừa có từ đắt mà vừa đúng câu, đúng cấu trúc. Rồi thế mình mời bạn ấy đến rồi thì mình sẽ offer bạn ấy một cái tốt hơn đi. Bạn đến giúp tiếng Anh mình rồi thì mình sẽ bảo là ví dụ thi xong thì bọn mình đến cinema sau đúng không? Ví dụ như là after the exam we can arrange a Sunday to go to cinema or to go out for dinner to relax. Đấy, để mà thư giãn. Đấy. Thế rồi mình hỏi bạn ấy xem là bạn ấy thấy thế nào với cái đề xuất của mình đúng không? Please let me know your thoughts about the plan. Đấy. I'm looking forward to hearing from you. Write to me soon, love. Là tên của em là Quỳnh Anh. Rồi.